Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện về một ngôi nhà bất tận. Ngôi nhà có tên gọi là ngôi nhà không lối thoát. Đây là câu chuyện về chàng trai David William đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của anh ta bên trong một ngôi nhà bí ẩn và khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Sở dĩ mà David biết về ngôi nhà đó là bởi vì David có một người bạn tên là Peter. Hai người là bạn học chung với nhau ở thời cao đẳng. Sau khi mà học cao đẳng xong, David có một công việc ổn định, còn riêng Peter thì lại rơi vào trong con đường nghiện ngập. Tuy nhiên, hai người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau ở trên mạng. Hồi xưa cái thời mà lâu lắm rồi, chưa có Yahoo nữa các bạn, thì cũng có một cái trang mạng nào đó họ có thể nhắn tin qua lại với nhau ở trên đó. Thì trong một khoảng thời gian tầm 5 tuần, David không thấy sự xuất hiện của Peter ở trên mạng. Khi mà David lên mạng thì không thấy cái ad của người kia phát sáng, là không thấy online. Khoảng chừng 5 tuần là không thấy lên ngày nào hết. Thì David cũng cảm thấy là lạ. Nhưng mà bạn của mình là một người nghiện ngập mà. Thì nhiều khi phê quá rồi bị một cái tai nạn nào đó thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên bữa đó thì khi mà David đang lên mạng lại thấy cái ad của Peter phát sáng. Khi đó Peter mới nhắn tin cho David. David mới hỏi với Peter là tại sao lại mất tích một khoảng thời gian lâu như vậy. 5 tuần mà không thấy lên mạng mà cũng không thấy nhắn tin gì hết. Thì Peter mới nói với David đó là Peter có chuyện muốn nói. Là Peter biết một cái ngôi nhà mà nhà đó giống như là một cái ngôi nhà ma mà không phải là nhà ma thiệt. Nó dạng như là một ngôi nhà ma để cho chúng ta vào trong đó khám phá và vượt qua thử thách. Ở trong ngôi nhà đó gồm 9 phòng. Cậu có thể đi vào trong đó vượt qua thử thách của từng phòng một. Khi mà đã đi qua hết 9 phòng trong ngôi nhà đó thì sẽ nhận được một giải thưởng là 500 đô. Khi David nghe Peter nói như vậy, cảm thấy ngôi nhà đó rất là thú vị. David mới nói với Peter là ngôi nhà đó ở đâu? Thì Peter cản. Peter nói với David là Peter chỉ muốn nói cho David biết về một cái ngôi nhà kỳ lạ như vậy thôi. Nhưng mà David đừng có đi. Bởi vì cái ngôi nhà đó nó không phải là một ngôi nhà bình thường. Peter đã đi rồi và cái ngôi nhà đó nó khủng khiếp lắm. Ở trong đó như là địa ngục vậy đó. Và trong đó có ma, có quỷ. Nó không phải là một cái chuyện để mà giỡn chơi. Cậu không có thể nào mà đi vào đó. Tự nhiên nói chi vậy? Thà là đừng nói đi, nói chi rồi kia người ta đừng đi. Giống như là khơi dậy sự tò mò. Thà người nói chi rồi bây giờ người nói tôi đừng đi. Kiểu như David không tin. Đối với David thì nghĩ là Peter bị nghiện ngập quá nhiều, bị chơi thuốc, phê thuốc nhiều quá cho nên thần trí bất ổn. Dĩ nhiên, nhiều khi sẽ bị ám ảnh, bị thấy viễn cảnh, giống như là bị ảo tưởng, bị tưởng tượng ra nhiều thứ mà thực sự không tồn tại trên đời này. Chẳng hạn như là ma và quỷ. Và David là người hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ. Và nghe tới một cái ngôi nhà vượt qua những cái chướng ngại vật trong căn phòng đó thì David chỉ nghĩ là có thể là người ta trang trí giống như là một ngôi nhà bình thường, nhà ma thôi. Mà trong đó nó làm rùng rợn, đáng sợ, nó hù người ta, nó hù dọa người ta chứ người ta sợ, người ta không đi hết những căn phòng đó. Nhưng mà trên đời này làm gì có ma, những cái đó cũng chỉ là người ta hù mình thôi. Đi qua hết 9 phòng, được nhận lại được 500 đô. Wow, cái món hời như vậy thì làm sao mà mình không chơi được, làm sao mà vắng mặt mình được. Cho nên David mới nói với Peter, mới hỏi địa chỉ ngôi nhà đó ở đâu. Thì đúng là địa chỉ ngôi nhà đó không quá xa nơi mà David ở. Thế là nói là làm, David nói rằng ngày hôm sau anh ta sẽ đi tới ngôi nhà đó và trải nghiệm cái cảm giác mạnh, vượt chướng ngại vật để mà xem là ngôi nhà đó nó ghê như thế nào mà cậu nói nghe thấy ghê quá. Nhưng mà Peter đã cản David, nói rằng cậu đừng đi, tuyệt đối đừng đi nó. Cậu đi rồi thì sẽ không có thể nào mà quay trở lại. Những thứ mà cậu trải nghiệm trong ngôi nhà đó, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Và nó sẽ đeo bám cậu, nó sẽ khiến cho cậu không còn được bình thường nữa. Thì khi đó David chỉ nghĩ là trời ơi, nghĩ trong bụng thôi, cậu nghiện ngập nhiều như vậy rồi thì thần trí làm sao mà có thể bình thường được. David chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nghĩ là vấn đề nó quá kinh khủng đâu. Qua ngày hôm sau, David nói là làm. Theo lời của Peter đã chỉ, Peter đưa cái địa chỉ vẽ. Hồi xưa chưa có GPS, chưa có dạng như là máy Google Maps chạy như bây giờ mà phải vẽ cái bản đồ ra. Peter đã vẽ một cái bản đồ đưa cho David và David đi theo cái bản đồ đó cũng đã tới được ngôi nhà mà giống như là Peter đã nói. Mà cái ông Peter cũng ngộ ha, kể cho người ta nghe, kêu người ta đừng đi, cản. Nhưng mà người ta quyết định đi thì ông vẫn đưa địa chỉ đi. Trời ơi, bạn bè tốt dễ sợ luôn. Khi mà David tới nơi, David thấy đó là một ngôi nhà rất là bình thường. Một ngôi nhà mà nhìn vào thì không nghĩ là nó có nhiều phòng đến như vậy. Không nghĩ là nó có tới 9 phòng đâu.
Hôm đây việc đi là một ngày ảm đạm, xung quanh toàn là cây cối, ở giữa đó có một ngôi nhà. Mà các bạn có biết cái cảm giác mà tự nhiên xung quanh không có ai hết, mà trong ngôi nhà đó mình cũng không biết là trong nhà đó nó có ai hết, nhưng mà theo như lời của Peter nói là trong đó sẽ có hướng dẫn để cho mình đi, nhưng mà không có ai ở trong nhà hết. Tức là hiện hữu ở nơi đó chỉ có một mình David đang đứng trước ngôi nhà và lưỡng lự coi là không biết là mình có quyết định đi vào hay không. Bởi vì khi nói chuyện với Peter, David biết là mình chắc chắn là không sợ, không có cái đàn ông con trai mà cũng rất là cứng, thanh niên cứng. Thêm vào một cái nữa là không tin vào chuyện ma quỷ và cũng coi những cái phim kinh dị đâu có sợ gì đâu, thì mấy cái trò nhát ma là nhát con đích thôi, đâu có thể nào mà hù mình được. Mình sẽ lấy 500 đô đó dễ như ăn kẹo, sau đó mình sẽ đi ăn một cái bữa ăn thịnh soạn. Thì David chỉ nghĩ là như vậy. Nhưng cái thời khắc mà David bước xuống xe và đứng trước cái cửa, đứng trước cái ngôi nhà đó, tự nhiên có một cái cảm giác ớn lạnh. Là tự nhiên mình trước đó mình nghĩ là ôi không sợ đâu, nhưng mà đứng ngay đó là chần chừ không có biết là mình có nên đi hay không. Nhưng mà cuối cùng thì David cũng quyết định đi vào bên trong để mà khám phá ngôi nhà đó. David tiến tới đứng trước cửa và mở cửa bước vào bên trong. Khi bước vào bên trong thì khung cảnh ở bên trong giống như là một cái sảnh khách sạn, và được trang trí theo như dạng là trang trí Halloween mà không có được ghê lắm nữa, mấy cái dạng mà có mấy con ma giấy rồi những cái đồ mạng nhện mà xịt giả đó các bạn, văng tùm lum ở trên đó hết, nhìn rất là bình thường mà nhìn cũng giống như là cái chỗ trang trí Halloween cho trường mầm non vậy đó. Ở bên một góc có một quầy tiếp tân, nhưng mà ở bên quầy tiếp tân đó không có người nào hết, chỉ có một cái bảng, và trên cái bảng đó ghi rằng đi theo lối này để đến phòng 1, sau đó là 8 phòng nữa, vượt qua hết 9 phòng, đi đến căn phòng cuối cùng, bạn sẽ là người chiến thắng trò chơi này. Thế là David đi theo cái lời chỉ dẫn của cái bảng, đi vào phòng đầu tiên. Thì trước khi đi vào phòng đầu tiên, chuẩn bị tâm lý là chắc trong đó ghê lắm. Nhưng mà khi mở cái cửa ra, nhìn cái khung cảnh ở trong cái phòng đó, David xém xíu nữa là phá lên cười. Bởi vì cái cách trang trí ở bên trong rất là ngớ ngẩn và nó cũng khá giống như là cái cách trang trí ở ngoài sảnh. Ở bên trong là mạng nhện giả văng xịt đầy ở trong phòng, rồi có những cái con ma giấy, những cái con ma bằng giấy màu trắng, rồi giống như là trùm nguyên cái khăn trắng xuống rồi để lộ ra hai con mắt màu đen như vậy nè, những cái con ma mà trong phim hoạt hình nhìn khá là dễ thương nữa đó. Thêm vào đó là có những cái con zombie giả nữa, những cái con mà khi mà nó cảm ứng được âm thanh, cảm ứng được có hơi người thì nó sẽ phát ra âm thanh, tự nhiên nó phát ra âm thanh thôi. Khung cảnh ở bên trong khá là bình thường, chỉ có điều là ánh sáng hơi yếu để mà tạo cảm giác rùng rợn cho người chơi thôi. David nhìn một hồi thì thấy ở bên kia phòng có một cánh cửa, và ở trên cánh cửa đó có ghi số 2, có thể là đó là cái phòng kế tiếp. David mới đi qua những cái con zombie, khi mà David lướt qua những con zombie thì nó nhúc nhích và nó cười, rồi nó hù, nhưng mà cái đó là trò con nít mà. David bước tới và mở cánh cửa số 2 ra. Khi mà mở cánh cửa số 2 và đi qua cái phòng số 2, thực sự là ở bên trong cái phòng số 2 rồi, thì cái phòng này nó tiến bộ hơn cái phòng đầu tiên. Khi vừa mới vào bên trong phòng số 2 là có sương mù bao quanh dày đặc luôn. David lúc này mới cười và nghĩ rằng ít nhất là cái thiết bị ở đây nó cũng tân tiến hơn. Ở trong đó còn phát ra âm thanh những cái loại nhạc cho Halloween, nhạc mà rùng rợn, nó vừa có tiếng nhạc mà vừa có tiếng thét, rồi vừa có tiếng ấy. Nói chung là mình nghe thì mình sẽ biết đó là hiệu ứng âm thanh. Nhưng mà nhìn xung quanh thì David không thấy bất cứ một cái máy, một cái loa nào hết. Thì có thể đó là một cái dàn máy ẩn ở bên trong cái phòng đó. Thì có âm thanh nè, có khói nè, có hiệu ứng âm thanh, có hiệu ứng khói. Ở trên trần nhà thì có một cái con dơi giả thôi các bạn, khá là to, được treo lơ lửng. Rồi nó có thiết bị cắm máy, nó bay, nó treo, xong rồi nó bay vòng vòng ở trên trần nhà như vậy. Ở dưới đất thì có một số con chuột và một số con nhện mà bằng máy. Ở dưới chân của nó còn có những cái bánh xe chạy qua chạy lại ở dưới đất nữa. Mặc dù nghe miêu tả thì không có đáng sợ, nhưng mà cái trường hợp mà David đang ở trong cái căn phòng đó lại có cảm giác như là sợ nha, chứ không phải là không sợ, là lúc đó là David bắt đầu cảm thấy một cái nỗi sợ hãi len lỏi trong con người của mình. Các bạn cứ tưởng tượng đi, một cái căn phòng mà có một mình ở trong đó thôi, một mình ở trong một cái căn phòng, ở trong một ngôi nhà. Rồi còn có âm thanh từ tiếng nhạc Halloween nó cứ phát ra nhẹ nhẹ. Mà phòng nó cũng có máy lạnh nữa các bạn, lạnh người nữa. Ở dưới đất những cái con chuột máy, nhện máy nó chạy qua chạy lại. Còn ở trên đây có các con dơi nó bay qua bay lại. Rồi phòng thì có cái máy xịt sương mù hay sao mà nó cứ sương mù lẫn vẩn ở trong phòng. Thì David cũng cảm thấy ớn lạnh lắm. Ở bên kia phòng là một cái cánh cửa, và trên cánh cửa đó có ghi số 3.
David từ từ đi qua những cái con chuột máy ở trên sàn, bước qua chúng và tiến tới cái cửa số 3. Khi mà đứng trước cái cửa số 3, David cũng cảm thấy sợ rồi. Cũng không biết là tại sao cái nỗi sợ đó từ đâu, là mặc dù những cái này nhìn có vẻ rất là bình thường, là nói chung là những cái nhà ma mà có những cái hiệu ứng này thì có thể nói là chưa đủ áp phê đâu. Nhưng mà lúc đó David cảm thấy sợ và phân vân là không biết là có muốn đi nữa hay không. Thì tự nhiên có một cái ý nghĩa nó sọc vào trong đầu của David, và David cứ lắc đầu một cái rồi cười, nói rằng trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy, cái trò này là trò con nít mà, có gì đâu mà sợ. Thế là David mở cửa và bước qua cánh cửa, đi qua phòng số 3. Khi David vừa bước vô trong phòng số 3 thì cái cánh cửa đằng sau David đóng lại. Ở trong phòng là một cái phòng trống, ở dưới sàn nhà là sàn gỗ. Ở tất cả những cái phòng ở trong nhà đó, trên sàn là một cái sàn gỗ rất là điển hình trong những cái ngôi nhà ở Mỹ thôi. Tuy nhiên trong phòng đó không có gì hết ngoại trừ hai thứ. Ở giữa phòng đó là một cái ghế gỗ. Cái ghế gỗ mà dạng như có thể lắc qua lắc lại, cái ghế mà ở trong phim Annabelle bà Bell bà hay ngồi bà lắc đó các bạn, giống như cái ghế đó nhưng mà là bằng gỗ. Ở trong một góc phòng có duy nhất một cái đèn, và cái đèn đó là ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng đó, nhưng mà cái đèn đó ánh sáng lại rất mờ. Và các bạn có thể tưởng tượng là trong cái phòng đó nó mờ đến như thế nào, giống như là nhà bị cúp điện và chúng ta phải thắp đèn cầy vậy đó. Ánh sáng nó cứ le lói, thì nó sáng hơn ánh sáng đèn cầy một chút thôi chứ nó không có quá sáng. Và cái ánh sáng từ cái đèn ở cuối phòng đó, nó làm cho tất cả mọi thứ ở trong phòng, cái nào mà có bóng thì đều sẽ được hắt ở lên trên sàn. Thì khi mà bước vào, đập vào trong mắt của David là cái cảnh tượng như vậy. Chỉ có một cái ghế, một cái đèn, rồi bóng hắt lên trên sàn. David bắt đầu hoảng sợ thực sự khi mà nhìn xuống dưới sàn. Đáng lẽ ra trên sàn lúc này chỉ có một cái bóng của cái ghế thôi, nhưng không, trên sàn có rất nhiều bóng, nhưng mà xung quanh cái phòng đó không có bất cứ một cái thứ nào khác ngoại trừ cái ghế. Nếu như mà đúng chính xác là chỉ có cái bóng của cái ghế và cái bóng của cái đèn thôi, và cái bóng của David. Nhưng mà lúc này David chưa kịp coi là mình có bóng hay không luôn á, nhìn nó là quá trời bóng li ti trên sàn luôn. David mới hoảng hồn quay trở lại và định mở cửa để mà chạy ngược lại phòng số 2, rồi chạy ngược phòng số 1, định chạy ngược ra bên ngoài. Nhưng mà khi quay trở lại mở cửa thì cái cửa đằng sau David đã bị khóa lại rồi. Thì cái này David sợ, David mới nói là chết rồi, sao tự nhiên cái cửa này nó khóa, rõ ràng là hồi nãy mình bước từ ngoài vào trong mình không thấy ai hết, qua phòng số 1 không thấy ai, qua phòng số 2 không thấy ai, thì ai là người khóa cửa? Rồi David mới bắt đầu trấn tĩnh lại và nói rằng có thể là sử dụng thiết bị cửa đóng tự động, khi mà mình đóng lại thì cái cửa sẽ tự động khóa và bắt buộc mình phải đi qua cái phòng kế tiếp. Có thể là trò chơi này nó là như vậy. Khi mà David cố mở cửa không được thì David mới quay trở lại cái phòng và nhìn cái phòng số 3 một lần nữa. Khi mà David quay lại thì những cái bóng ở trên sàn bây giờ chỉ còn lại bóng của cái ghế và bóng của cái đèn mà thôi. Là những cái bóng bất hợp lý mà David đã nhìn thấy vài phút trước đây đều biến mất hết. David là một người cực kỳ khỏe mạnh nha các bạn, không hề có tiền sử nghiện thuốc, nghiện rượu hoặc là chơi thuốc gì hết. Tuy nhiên hồi nhỏ David có bị ảo tưởng, bị ảo giác. Thì David mới nghĩ là có thể là do mình bị ảo giác thôi. Đi qua phòng số 1, phòng số 2, những cái thay đổi của ánh sáng cộng với việc là hồi nãy mình chỉ nhìn thoáng qua thôi, thì có thể đó là ảo giác nhất thời chứ không phải là sự thật, có những cái bóng kỳ lạ trên sàn. Cho nên David tự trấn an mình và quyết định là đi qua, nhìn qua bên kia phòng á, bên góc bên phòng bên kia thì cái chỗ đó có một cái cửa và cái cửa đó ghi số 4. David từ từ tiến qua cái cửa bên đó và quyết định phải đi tiếp, đi cho lẹ để hết cái chính cái căn phòng, lấy tiền rồi đi về, bởi vì tới cái cửa số 3 là thấy ớn lắm rồi. David từ từ bước từ bên đây phòng đi qua bên kia phòng, thì khi mà David vừa đi, David vừa suy nghĩ, vừa trấn an mình, David lại vô tình nhìn xuống dưới sàn nhà. Khi mà David nhìn xuống dưới sàn nhà thì David phát hiện ra rằng không thấy bóng của mình ở đâu hết. Là trong cái căn phòng đó đúng ra là cái bóng của mình phải hắt lên ở đâu đó, mà David nhìn xung quanh không thấy bóng của mình ở đâu hết luôn. Nhưng mà lúc đó David cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, David chỉ muốn là đi qua hết những cái căn phòng này càng nhanh càng tốt thôi. Và thế là David tiến thật là nhanh tới cái cửa số 4, mở cửa ra và đi vào bên trong phòng số 4. Khi mà đi qua bên kia phòng, cánh cửa đằng sau lưng David đóng cặp lại, và David chỉ đang ở trong căn phòng số 4, thì lúc này David mới hối hận thật sự là tại sao mình lại đi qua bên đây. Bởi vì căn phòng số 4 nó tối thui, không thấy một cái gì ở trong phòng đó hết. Cứ giống như là khi mà đã mở cửa và bước vào trong phòng số 4 là tất cả mọi ánh sáng đều bị hút hết qua bên cái căn phòng số 3, khiến cho căn phòng số 4 nó tối còn hơn là khi mà các bạn nhắm mắt lại nữa. Nó tối đen. Khi mà David giơ cái bàn tay lên như thế này cũng không biết là mình đang làm gì luôn, không thấy một cái gì đó, để như vậy cũng không thấy gì hết.
cảm giác tối đó nó đáng sợ cực kỳ khủng khiếp. Khi mà bị nhốt ở trong một cái căn phòng bốn bức tường mà tối thui và các bạn lại không biết ở trong đó có cái gì hay không thì nó thực sự rất là kinh khủng. Đó là cảm giác của David lúc bấy giờ. David nói rằng căn phòng đó khiến cho anh ta ngộp thở, khiến cho anh ta không thể nào cử động được. Khi chúng ta bị nhốt ở bên trong một căn phòng tối thì chí ít chúng ta có thể nghe thấy được hơi thở của bản thân mình, nghe thấy được nhịp đập của con tim mình. Nhưng mà đối với David lúc bấy giờ là David không nghe gì luôn, thậm chí là tiếng của mình thở cũng không nghe luôn. Nó kinh khủng lắm. David cố gắng lê từng bước một đi qua phía bên kia phòng, bởi vì David đoán là có thể cái cửa nằm ở phía bên kia phòng. Khi mà đang đi giữa chừng thì David bị vấp té. Khi mà vấp té, David cố bò tới cái... David nghĩ là đã bò tới cái phía bên kia phòng. Và David mò mẫn, dò dẫm ở trong bóng đêm lên trên cái bức tường, hy vọng có thể tìm được cái nắm vặn của cái cửa để mà mở cái cửa đi qua cái phòng kế tiếp. Khi mà David tìm thì không thấy gì hết, không thấy trên bức tường đó có một cái cửa nào hết. Thì đột nhiên không gian im lặng trong căn phòng đó bị phá vỡ bởi một tiếng. Mà tiếng đó cũng không biết là cái tiếng gì nữa, chỉ biết là phát ra giống như thế này. Nó nhỏ mà nó vang. David lúc đó là đang mò mẫn ở bức tường thì nghe cái tiếng đó phát ra bên sau lưng mình. David mới quay ngược trở lại. Khi mà quay ngược trở lại, David nói là cái âm thanh đó, nó tất cả mọi thứ nó vang vọng ở trong phòng giống như là âm thanh 3D vậy đó. Nó vang bên đây, vang bên kia. Nhưng mà David biết rõ một điều là nó xuất phát ở phía trước mặt của David, là cái thứ gì đó phát ra âm thanh đó là phát ra phía trước mặt David. David lúc này thật sự hoảng sợ, bởi vì biết trong căn phòng đó không chỉ có một mình mà còn có một thứ gì đó mà mình không biết nó là thứ gì. Nó đang gầm gừ ở trong đó mà không biết là cái tiếng đó là tiếng của người hay tiếng gì luôn các bạn. Nó cứ gầm nhỏ, rồi từ từ lớn lên. Cái cảm giác như mà có một cái gì đó nó đứng từ xa rồi nó tiến lại gần phía các bạn, thì đó là cảm giác mà David đang cảm nhận được, là cảm nhận cái thứ đó đang tiến về phía của David. David thực sự hoảng sợ, rồi trong phút chốc bùng một cái, chỉ trong một giây thôi các bạn, ánh sáng lóe lên rồi nó tắt. Chỉ một giây thôi, nó sáng cả căn phòng rồi tắt. Nhưng mà khi cái ánh sáng đó sáng lên, chỉ trong một giây ngắn ngủi, David có thể nhìn thấy được những thứ ở trước mặt mình. Đó là không có thứ gì hết. Đó chỉ là một căn phòng trống rỗng và không có bất kỳ thứ gì hay bất kỳ một con vật hay bất kỳ một ai ở trong đó hết, ngoại trừ David. Như vậy âm thanh đó từ đâu ra? Rõ ràng là David vẫn tiếp tục nghe âm thanh đó phát ra từ trước mặt mình và tứ phía xung quanh mình. Nó cứ dồn dập dồn vào trong tai của David, khiến cho David muốn phát điên. Khi này David sợ quá và lùi ra đằng sau và cố gắng mò mẫm cái bức tường đó để mà tìm cái cửa một lần nữa. Khi mà càng tìm thì David lại càng cảm thấy như là cái thứ đó nó đang tiến tới gần David hơn nữa. Nhưng mà may mắn là cuối cùng David cũng tìm được cái nắm tay vơ và trúng được cái nắm tay của cái cánh cửa. Dặn một cái, David xong mình qua bên cái phòng số 5 và đóng cửa phòng số 4 lại một cái rầm. Không cần phải suy nghĩ luôn các bạn. Mấy cái cửa trước thì còn chần chừ sợ hãi, cái này là phóng qua một cái rầm là thú hồn. Thực sự mừng khi đã thoát ra khỏi căn phòng số 4 kinh khủng đó. Khi mà David đi qua được căn phòng số 5 và trấn tĩnh lại, David quan sát cái căn phòng đó thì mọi chuyện cứ càng ngày càng kỳ dị hơn. Phải nói không phải là kỳ lạ mà phải dùng từ kỳ dị á. Cái căn phòng số 5 này nó rất là to. Nó to đến độ mà không nhìn thấy được bốn bức tường, ngoại trừ bức tường mà David vừa mới bước vào. Là David bước vào chỉ có bức tường sau lưng mình thôi, còn trước mặt của David là cây. Cây cối, cây xanh đó các bạn, nó mọc ở trong cái phòng đó. Mặc dù ở dưới nền thì vẫn là cái nền gỗ, nhưng mà cây á được trồng ở trong đó và nó rất là cao. Nhìn lên trên trần nhà, những cái cây nó phát triển và nó lớn rất là cao, giống như là đang ở trong một cái khu rừng ở trong nhà vậy đó. À, các bạn tưởng tượng là có những cái nơi mà người ta trồng cây á, trồng cây trong lồng kính thì nó giống như vậy, nhưng với một cái quy mô lớn hơn rất nhiều. Xung quanh David cây cối không, mà thậm chí nó rộng đến độ á không biết đâu là bức tường luôn á, không biết ba bức tường còn lại nó nằm ở đâu. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho David khẳng định là mình vẫn còn đang ở trong ngôi nhà đó là cái sàn gỗ. Là nhìn thấy cái sàn gỗ là biết mình vẫn còn đang trong nhà thôi, chứ nếu mà không có cái sàn gỗ là David nghĩ là mình đi ra bên ngoài một cái khu rừng rồi. Thế là David cứ đi. Thì bây giờ mình phải đi thôi chứ không biết phải làm sao hết. Bây giờ là không có can đảm quay ra đằng sau cái căn phòng số 4. Cái thứ gì ở trong đó không biết, nhưng mà nó ghê lắm. Nó tra tấn về tinh thần và thể xác
rất kinh khủng và David không nghĩ là mình có thể vượt qua được căn phòng số 4 một lần nữa. David nói rằng, thôi kệ, cho dù là cái phòng này nó có là cái gì đi nữa thì nó cũng tốt hơn căn phòng số 4 rất là nhiều rồi. Thế là David tiếp tục đi lên phía trước. Ở phía trước thì giống như là David đang khám phá một cái khu rừng, càng đi thì nó cứ càng sâu càng sâu càng sâu. David cảm nhận như là cái phòng số 5 này là trung tâm của cái ngôi nhà vậy đó. Nó bự lắm mà đi hoài không hết. Cứ đi qua hết cái cây bự này thì David nghĩ là ồ, chắc đi qua hết cái cây này mình sẽ thấy bức tường, hay là đi qua hết cái bụi rậm này mình sẽ thấy bức tường. Nhưng mà cứ đi hoài đi hoài đi hoài, cứ thấy cây hoài, không thấy bức tường ở đâu hết, khiến cho David đi mà mệt mỏi luôn á, lả cả người luôn. Ở trong đó vẫn nghe thấy tiếng côn trùng, giống như là những âm thanh của những con côn trùng ở trong rừng mà các bạn vẫn nghe khi mà đi rừng. Nhưng mà nghe thì nghe đó, nhưng mà không thấy một cái con nào hết. Nghe thấy tiếng dế kêu, rồi tiếng chim vỗ cánh bay, tiếng chim hót, nhìn xung quanh không thấy gì hết. Rồi đột nhiên một hồi nữa, David lại cảm nhận như là có mũi nó bay vòng vòng ở trong đó, và David cứ đập, nhưng mà cũng không thấy mũi nha. Nó cứ bay qua bay lại lượn lờ, không có thấy nó, nhưng mà nghe cái âm thanh đó, các bạn nghe cái âm thanh mũi. Có mũi mà nó cứ bay o e vòng vòng lỗ tai mình, rồi nó bay qua bay lại trước mặt mình á, mình nghe theo cái âm thanh và mình biết là cái hướng của nó đang bay ở đâu. Thì David đang nằm trong trường hợp đó. David cứ thấy là có mũi nó cứ bay trước mặt mình, rồi thậm chí nó còn đậu lên trên mặt mình, nó bò ngang qua mặt của David nữa. Rồi có một số con mũi nó lại đậu xuống dưới chân, rồi nó bay qua bay lại, nó bay vào trong tay áo và bay vào trong ống chân, bay vào trong quần của David. Thì khi mà cái con mũi nó bay vào và nó chích mình thì mình ngứa, mình gãi một hồi nữa thì có cảm giác như là có một số con gì đó nó bò vào trong chân và trong từ dưới cái chân của David nó bò lên. David lấy cái tay của mình và phủi, nhưng mà không có cái gì hết, không thấy gì hết. Cảm nhận được là giống như là có những cái con đó nó cứ bò lên người của mình mà không phủi ra được, bởi vì đâu có thấy nó đâu, mà không biết là nó có tồn tại hay không, hay là những cái con mũi ma, quỷ ma, những con côn trùng ma gì đó. Thì David rất là khó chịu, vừa khó chịu nha, là bởi vì những cái con côn trùng nó cứ bò trên người mình, nó ngứa rồi nó nhột, nó khó chịu lắm. Mà nó còn kinh dị nữa, bởi vì mình không biết nó là con gì, thì mình không phủi nó ra được. Rồi thêm một phần nữa là mệt, là đi á hả, trong cái căn phòng số 5 đó phải nói là đi mấy giờ đồng hồ luôn á, mà vẫn không ra được cái phòng đó. David bắt đầu cảm thấy đuối sức và không đi nổi nữa mà phải bò ngồi quỵ xuống dưới đất và cứ lết lên lết. David bò cố gắng bò một hồi thì cuối cùng cũng thấy được cái cửa, thấy được là ở cái lối đó có cái cửa. Khi này David cố gắng bám víu vào những cành cây và lôi người mình đứng dậy để mà cố không có ngã xuống. David từ từ đi về phía cánh cửa đó, lúc này đuối sức thật sự. Khi mà càng tới gần cánh cửa, và cánh cửa đó có ghi là số 6, đi qua phòng số 6, David thực sự rất muốn thoát khỏi cái căn phòng số 5 này. Nhưng tiến càng gần tới phía cánh cửa có ghi số 6 kia, thì David lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ mà David đã nghe ở phòng số 4. Là ban đầu David chỉ nghĩ là khi đi ra khỏi phòng số 4 là không còn phải đối diện với cái âm thanh kinh tởm đó. Nhưng bây giờ David biết rằng nó ở trước mặt mình, nó ở địa điểm kế tiếp, nó ở căn phòng kế tiếp, mà căn phòng đó là nơi mà mình sẽ phải tới. Nó thứ gì đó không biết ở trong đó, âm thanh của nó phát ra vọng lại từ trong cái căn phòng số 6 đó vọng ra. Nó nhỏ, và khi mà David tiến lại gần thì âm thanh nó càng ngày càng lớn hơn. Nhưng mà David cũng cảm nhận được rằng khi mà David càng tới gần cái cửa đó hơn thì những cái cảm giác mà những cái con vật bò trên người của David nó cũng ít hơn. Là càng tiến lại gần cánh cửa phòng số 6 là những cái con vật kia càng ngày càng ít hơn. Cho đến khi mà David nắm lấy cái nắm vặn của cánh cửa số 6 thì tất cả những cái con vật bò trên người của David hết sạch luôn, là không còn một cái con nào nó bò lên người của David hết. David cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, cái âm thanh từ cái cánh cửa phát ra lại chưa bao giờ nó mạnh mẽ và nó lớn đến như vậy. Nó giống như là nó ăn sâu vào trong con người của David. Không chỉ là nghe mà cảm nhận được nó từ trong hơi thở, cảm nhận được nó ở trong con người của David luôn. Nó khiến cho David sợ và không muốn mở cửa ra, nhưng mà bây giờ thì không biết phải làm sao hết các bạn. Bây giờ David nghĩ rằng nếu mà có quay lại phòng số 4 thì không quay lại, bởi vì cái phòng số 5 này nó quá rộng. Mình có đi lại, đi mà cũng không biết khi nào có thể tìm lại được cái cửa phòng số 4 để mà đi quay lại phòng số 4, quay lại từ đầu thì chắc chắn là không thể. Với lại một phần nữa, nếu mà bây giờ mình quay ngược lại phòng số 4 mà mình phải đi qua nguyên một cái khoảng đường của cái phòng số 5, là đi qua cái khu rừng của phòng số 5 á, với những cái con bò đó nó lại bò trên người của mình khủng khiếp như vậy thì chắc chắn là không được, không làm được. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là phải đi, phải tiến tới phía trước.
không đi không được, bắt buộc là tất cả mọi thứ ở trong đó nó cứ bắt David là phải tiến lên, tiến lên, tiến lên và không bao giờ được quay đầu lại. Và David bây giờ trên tay vẫn còn nắm cái nắm tay của cái cửa, vẫn chưa dám mở. Cái âm thanh mà David nghe được nó lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn lên, và nó khiến cho David gần như là nín thở. Khi đó là các bạn có biết là cảm giác khi mà mình bắt buộc phải làm một cái gì đó mà mình không dám làm, nhưng mà cứ thôi thì cứ làm thôi. Thì đó là David. Khi đó David buộc phải mở cái cửa ra. Khi mà mở cửa ra, David nhắm mắt luôn các bạn, không dám mở mắt để mà đón chờ xem căn phòng số 6 nó sẽ như thế nào. David nhắm mắt mở cửa rồi đóng cái cửa sau lưng mình lại. Khi mà trong cái quá trình mà mở cửa, cái âm thanh đó nó lớn đến độ mà muốn điếc lỗ tai luôn. Khi mà cái cửa đằng sau đã đóng lại một cái rầm rồi thì đột nhiên những cái âm thanh đó biến mất. Biến mất hết luôn. David mới từ từ mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì cái căn phòng số 6 nó lại là một cảnh tượng rất quen thuộc. Nó y chang như căn phòng số 3 vậy đó các bạn. Trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một cái ghế ở giữa phòng và một cái đèn ở bên góc phòng. Trong cái phòng đó không có một ánh sáng nào hết ngoại trừ ánh sáng từ cái đèn hắt ra. Nhưng mà lần này những cái bóng ở trên sàn đúng chính xác với những đồ vật ở trong phòng là chỉ có bóng của cái ghế và bóng của cái cây đèn thôi. Và có một điều khác biệt nữa là căn phòng này nhìn qua phía bên kia không thấy cái cửa nào hết. Không thấy cái cửa số 7. Bởi vì ở trong căn phòng số 3 có cái ghế, có cái đèn, nhưng mà có cái cửa số 4 ở bên phía đối diện căn phòng. David vẫn nhớ rất rõ vị trí của nó nằm ở ngay cái góc nào, ở chỗ nào. Và thậm chí còn nhớ là cái nắm tay cầm mở cửa ra nó nằm ở đâu nữa. Tuy nhiên căn phòng này thì không thấy. Kể cả bức tường đó và cả bức tường hai bên cũng không thấy. Thì khi này David mới quay trở lại nhìn đằng sau lưng mình, cái cửa mà David vừa mới mở ra từ cái phòng số 5 bước qua. Thì khi mà quay lại, cái cửa đó mất tiêu. Không có dấu vết của một cái cửa đã từng tồn tại ở đó. Nhưng mà rõ ràng là khi nãy David đã từ đó có một cái cửa mở ra và đi vào phòng số 6, mà cái cửa đó tự nhiên mất tiêu, nó biến đi đâu mất. Cái này không phải là, nói chung là David không có xỉn, David không có chơi thuốc, không có một cái vấn đề về thần kinh, nhưng mà lúc này là bị điên luôn, bị thực sự là hoảng loạn luôn á. Ủa, cửa đâu? Nhìn tứ phía không hề có một cái cửa nào hết. Tất cả mọi thứ y chang như phòng số 3, ngoại trừ nó không có bất kỳ một cái cửa nào, kể cả cửa đi vào và cửa đi ra cũng không có. Bây giờ mình phải làm sao để, giống như là mình bị nhốt, các bạn biết là cảm giác là mình phải bị nhốt ở trong một cái căn phòng mà không có cửa sổ, cũng không có cửa ra vào luôn. Là lúc đó David bị nhốt ở trong đó với một cái ghế và một cái đèn, và căn phòng rất là tối thui luôn. David hoảng sợ thật sự. Khi này David thực sự là phát điên luôn và cố gắng cào cấu lên trên cái bức tường đó. Cái cửa đâu rồi? Cái cửa đâu rồi? Cái cửa khi nãy mình bước vào đâu rồi? Và David cứ cào, dùng những cái bàn tay của mình cào lên trên tường, và những cái bụi từ cái bức tường, từ những cái vết sơn ở trên tường nó cứ dần tróc ra, và David cứ thế cào. Những cái móng tay của David bị cào đến độ mà nó những cái móng tay nó ép sát vào trong da của David và cào mà gần như là tay chảy máu luôn. Khi mà David đang cào cấu như vậy thì anh ta nghe thấy âm thanh từ đằng sau của mình vang lên và hỏi rằng: anh không sao chứ? Tự nhiên có một mình đang ở trong phòng mà nghe thấy âm thanh gì, giật mình quay lại đằng sau ngay lập tức, phản xạ tự nhiên là quay lại ngay lập tức luôn chứ không chần chừ gì luôn á. Thì khi mà David quay lại, David nói rằng cả cuộc đời David sẽ hối hận trong cái khoảnh khắc đó, tại sao lại quay lại và nhìn thấy cái thứ đó. Khi mà David quay lại, thấy ở giữa phòng, ở ngay chỗ cái ghế gỗ, là một cô bé tầm khoảng chừng 6 tuổi, tóc màu vàng dài ngang lưng, bận một cái đầm màu trắng dài cho tới mắt cá chân. Cô ta có một làn da trắng nhợt nhạt và một đôi mắt xanh. Ở đằng sau lưng của cô bé đó là một cái thứ gì đó không phải con người. Nó có một cái mình giống như là mình của một người đàn ông, nhưng mà không bận gì hết. Thay vào đó là một cái bộ lông phủ đầy người của cái con đó, phủ đầy từ trên đây phủ xuống luôn, và không bận gì hết nhưng mà vẫn có lông để phủ nha các bạn. Tay và chân của nó không phải là tay chân của một con người, mặc dù là có cánh tay cánh chân giống như là của con người, nhưng mà tay chân của nó là móng ngựa, giống như là những cái móng của con ngựa vậy đó. Còn đầu của nó là đầu của một con cừu. Cái con cừu mà dạng như con cừu có hai cái sừng cong như vậy nè các bạn. Những cái con cừu mà bác không biết, hình như cừu đầu đàn hay là bác không rành, nhưng mà cái con cừu đó là cái dạng con cừu có hai cái sừng cong mà nhìn nó giống y như là ác quỷ vậy đó. Cái miệng của nó là miệng của con sói. Cái con quái vật đó nó đứng sau lưng của cô bé, nhưng mà nhìn hai y như là một mà một, giống như là hai, giống như là theo lời của David nói, thì khi mà nhìn thấy cô bé đó thì hiện lên hình ảnh của cái con quái vật đó, còn nhìn cái con quái vật đó thì lại thấy cái cô bé đó. Không phải là hai hình ảnh hoàn toàn riêng biệt, mà hai hình ảnh nó gần như là một, nhưng mà nó không phải là một. Nó giống như là cảm giác khi mà bị say rượu, bị phê thuốc hay là bị chóng mặt, nhức đầu, các bạn không nhìn rõ ra được một vật là một vật đó. Nó cứ như vậy nè, nó cứ nhòe qua nhòe lại. Thì đó là cái mà David thấy. Rõ ràng khi tả, chúng ta thấy nó
rất là bình thường. Là cái con quái vật và cô bé đó là như vậy, nhưng cái cảm giác mà David cảm nhận được trong cái căn phòng đó nó không hề bình thường. Khi mà thấy cái cô bé đó chỉ mới 6 tuổi thôi, và cái con quái vật đằng sau lưng cô bé đó, và thấy hai như một, thấy một như hai như vậy, cái cảm giác đó khiến cho David cảm nhận như là mình đang đứng trong một căn phòng cùng với một cái thế lực hắc ám, một cái thế lực quỷ quái, một con quỷ rất là kinh khủng. Và con quỷ đó nó đang nhìn David, nó đứng ở bên kia phòng, nó nhìn David và nó nói với David rằng: David, đáng lẽ ra anh nên nghe lời. Và khi mà David nghe thấy cái âm thanh đó, cũng giống như cái mà David nhìn thấy, là một cái âm thanh phát ra, nhưng mà David lại nghe thấy hai giọng nói. Một giọng nói là một giọng nói trong trẻo của một cô bé 6 tuổi, còn giọng nói còn lại là một giọng nói mà không thể nào mà diễn tả được nó là giọng nói gì. Là một âm thanh mà David chưa từng nghe, không phân biệt được đó là giọng nói của một con người hay không nữa. Chỉ biết hai cái âm thanh đó nó trộn lẫn vào nhau và nó cứ vang vọng như vậy. Nó không chỉ nói một câu thôi các bạn, nó cứ như vậy nè: David, đáng lẽ ra là anh phải nghe lời, đáng lẽ ra là anh phải nghe lời David. Và cứ có một câu như vậy, nó lặp đi lặp lại, giống như là một cái cuộn băng mà nó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho mình phát bực luôn. Còn khi này là David đang ở trong căn phòng đó và bị tra tấn bởi những cái âm thanh đó. Đầu tiên là nó phát ra từ trước mặt của David, sau đó là nó phát ra tứ phía, nó bủa vây tứ phía y như là một cái dàn karaoke mà được lắp đặt hết trong những cái phòng đó, và nó cứ phát và nó chỉ vào trong tai của David. Nó cứ: David, đáng lẽ ra là anh nên nghe lời, đáng lẽ ra là anh nên nghe lời. Khi đó nó không chỉ là xung quanh David mà nó còn ăn mòn vào trong con người của David nữa. David lúc này cũng tự trách bản thân mình là tại sao mình lại không nghe lời cô Peter căn chặn mình, tại sao mình lại cứ ngoan cố đi vào trong căn phòng này, và thực sự hối hận về cái quyết định mà mình đã làm. David gần như là gục ngã và ngã quỵ xuống đất. Cái con quái vật đó và cái cô bé đó nó vẫn đứng ở ngay cái một vị trí một thôi, nó không di chuyển, nó vẫn đứng ở đó và nó phát ra âm thanh, nó vẫn cứ nói, nó không ngừng nghỉ luôn các bạn. David thì thẫn thờ và ngã quỵ, dựa vào bức tường đằng sau và ngã quỵ xuống dưới đất. Nhìn cái con quái vật đó, cái con quái vật đó nó không rời mắt khỏi David, nó vẫn cứ nhìn và nó vẫn phát ra những cái âm thanh đó. Các bạn tưởng tượng là cô bé đứng đây, con quái vật đứng đây, và những cái hình ảnh nó cứ nhè qua nhè lại cộng với cái âm thanh nó cứ qua lại như vậy, khiến cho David phát điên. Thế là David cứ dựa tường ra đằng sau rồi đờ người ra, y như là một người bị bệnh tâm thần luôn ấy, là bị rồi luôn ấy chứ không phải là y nữa. David mới bắt đầu thực sự tuyệt vọng. Nhưng rồi đột nhiên David thấy ở phía một góc của cái phòng có một cái con chuột máy nó chạy qua chạy lại, cái con chuột mà David đã nhìn thấy ở trong phòng số 2. Thì khi đó David mới tỉnh lại, David mới nói là mình phải tìm cách đi ra khỏi nơi này, mới được. Thì David mới nhìn, ngoài nhìn cái con quái vật ở giữa phòng ra thì David cố gắng quan sát coi trong cái phòng này còn một cái lối thoát nào nữa hay không. Thì David mới nhìn ba cái bức tường còn lại, thì trên bức tường nhẵn nhụi không hề có dấu vết của một cái cánh cửa nào hết. Trần nhà cũng vậy, dưới sàn nhà cũng vậy. Ở giữa nhà có cái ghế và cái đèn và cái sự xuất hiện của cô bé và con quái vật đó thôi. David khi này cố gắng đứng dậy và nhìn xung quanh kỹ hơn một lần nữa. Bây giờ cái âm thanh nó vẫn còn và nó càng ngày càng lớn lên các bạn. Nó vẫn cứ: David, đáng lẽ ra là anh nên nghe lời, đáng lẽ ra là anh nên nghe lời. Rồi David cố gắng quay ra đằng sau lưng mình để mà coi như thế nào. Thì khi mà quay ra đằng sau mới hết hồn các bạn. Đằng sau lưng của David có hình dạng của một cái hình chữ nhật. Ở giữa có một cái lỗ mà giống như là cái lỗ đó đã từng tồn tại một cái nắm cửa. Rồi ở trên đó có cái số 7. Nhưng mà những cái đó là được tạo ra từ vết cào. Có vẻ như là khi mà David hồi nãy cào lại cào ra cái hình dạng đó và cào ra cái số 7 mà cả David cũng không biết. Thì David chỉ nghĩ là như vậy thôi. Thì đó chỉ là một cái hình dạng được cào ra, là những cái vết cào từ bàn tay của David. Khi này cái âm thanh kia David không có còn nghe là nó đứng ở ngay chỗ cái ghế nữa, mà bây giờ dường như là nó đang kế sát tai đằng sau lưng và đứng ngay đây luôn nè, đang đứng sát bên sau lưng của David luôn. David đứng đây ha, nó đứng ngay đây luôn nè, nó đứng sát David luôn và nó nói với David rằng: đáng lẽ ra là anh không nên vào đây, đáng lẽ ra là anh không nên tới nơi này, anh phải ở lại đây với chúng tôi, anh phải ở lại đây trong căn phòng số 6 này và vĩnh viễn ở lại đây, anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được đâu. Nó nói nhiều hơn thế nữa, và ý của nó là David phải ở lại đó, phải ở lại trong căn phòng số 6 với nó. Nó nói với David và David không dám quay đầu lại luôn, bởi vì cảm giác được là nó bây giờ đã thay đổi vị trí và đứng ngay sau lưng của mình. Quay mặt lại là đụng mặt với nó liền, cho nên không có dám quay mặt lại. Và David cố gắng nhìn cái cánh cửa đó, David cố gắng đẩy.
David nghĩ rằng có thể đây là một cái cánh cửa và mình đẩy nó thì nó sẽ đi. Và hồi nãy á, là cái chỗ đó là cái cửa mà David bước vô từ cái căn phòng số 5. Thì David mới bây giờ chỉ nghĩ thôi, chỉ nghĩ là có thể là cái phòng số 7 là cái phòng số 5 hồi nãy thôi. Thì David cố gắng đẩy để mà đi qua bên kia. Âm thanh ở đằng sau nó lại càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn với tần suất càng ngày càng nhiều hơn, và nó cứ nói là David, anh phải ở đây. Và khi này David cứ đẩy và cố gắng hết sức mình đẩy đến nỗi mà anh ta la hét lên, hét một cách mà hét mà muốn xé lồng ngực, hét ra luôn á. Khi mà anh ta hét hết cỡ thì đột nhiên tất cả mọi thứ đều im lặng. Cái cửa vẫn không mở được. David cố đẩy cái bức tường đó, cố đẩy cái cửa mà có hình số 7 được cào ra nhưng mà vẫn không đẩy được. Tuy nhiên khi mà David đã cố gắng la hét lên thì đột nhiên cái âm thanh của cái con quái vật và cô bé kia đều biến mất. Trong cái căn phòng, các bạn họ giống như là các bạn đi vô quán bar, đi club đó, âm nhạc đang rất là ồn rồi tự nhiên nó tắt không nghe gì hết. Là mình muốn điếc cái lỗ tai luôn đó, là vẫn còn cái cảm giác ù tai. Thì đó là David cảm nhận được là lỗ tai vẫn bị ù nhưng phòng im re. Im mà không nghe một cái tiếng động gì hết. Thế là David mới cảm nhận là sau lưng của mình có vẻ như là không nghe gì hết rồi. David mới từ từ quay lại. Thì khi mà quay lại, không thấy sự xuất hiện của cô bé và con quái vật kia đâu hết. Nó biến mất rồi. Căn phòng đó bây giờ vẫn là một cái ghế ở giữa phòng, vẫn là một cái đèn ở trong một cái góc phòng. Tuy nhiên cái phòng đó vẫn không có cái cửa nào hết. David sợ hãi rồi từ từ quay ngược trở lại cái bức tường. Thì khi quay ngược trở lại bức tường, lại một cái làm cho David hoảng hồn. Đó là tự nhiên trên bức tường xuất hiện một cái cửa. Nó không còn là vết cào nữa mà nó là một cái cửa thật sự. Một cái cửa số 7 mà David chưa từng thấy ở đó bao giờ. Chưa từng, rõ ràng là trước đây chưa từng thấy là cái số 7 đó nó nằm ở đó. Cái cửa là cửa hoàn chỉnh nha, cái cửa hoàn chỉnh công phu và nó có cả cái nắm dặn và có một số 7 được viết rất đẹp ở trên cái cửa luôn. Khi này David đang đứng ở trong căn phòng số 6 và đối diện với cánh cửa có đề số 7. Mở cửa ra thì bên kia sẽ là phòng số 7. Nhưng cái gì sẽ chờ đón mình ở bên cái căn phòng bên kia? 6 cái căn phòng này là đã có 4 căn là như địa ngục rồi và cái tần suất càng ngày càng cao. Thì cái chuyện gì sẽ chờ đợi David ở cái căn phòng số 7 đây? David cảm thấy là mình nói chung là lúc đó rất sợ. Mặc dù là chần chừ nhưng buộc phải mở cái cửa đó và đi, tiếp tục đi qua căn phòng số 7. Thế là David cố gắng bình tĩnh. Bình tĩnh lại và nắm cái đồ dặn cửa, mở cửa ra và bước qua bên phòng số 7. Nhưng khi bước qua bên phòng số 7 lại là một cảnh tượng khiến cho David cảm thấy rất là bất ngờ. Đó là ra bên ngoài rồi. Ở bên ngoài, ở đằng trước cửa là chiếc xe của David. Và cái khung cảnh khi nãy mà David bước vào bên trong ngôi nhà, David mới nói với bản thân mình là chẳng lẽ là mình đã thoát rồi sao? Mình đã thoát ra khỏi cái căn nhà quỷ quái đó rồi sao? David thực sự mừng, mà mừng tới độ mà muốn khóc, mà khóc không được luôn các bạn, muốn quỳ xuống và trời ơi, đã ra được tới bên ngoài rồi, cảm giác tự do rồi. Cái cảm giác của David lúc đó thực sự là mừng đến độ như vậy. Mừng y như là chết đi sống dậy vậy đó. David nhìn ra đằng sau lưng mình. Cái cánh cửa mà David vừa mới mở cửa và bước ra đó. Thì đằng sau lưng của David khi nhìn lại thì đó là cánh cửa ra vào. Cái cánh cửa chính của ngôi nhà để mà đi vào bên trong ngôi nhà đó. Nhưng mà David không quan tâm. Không cần biết đó là cánh cửa gì hết. Chỉ biết là bây giờ mình ra bên ngoài rồi. Mình tự do rồi. Má ơi, được về nhà ăn cơm rồi. Bây giờ David chỉ ước ao là mình sẽ lái xe về nhà thật nhanh, mình sẽ tắm thật là mát mẻ, sau đó mình sẽ ăn một buổi thật là ngon, rồi mình đi ngủ một giấc thật là ngon. Còn hả, tiền thưởng hay là cái quái quỷ gì đó thì thôi kệ bà nó đi, không có cần biết nữa. Bây giờ hả, là đã trải qua đủ những cái thứ kinh khủng rồi, không có muốn trải qua nhiều hơn nữa. Thế là David lên xe và chạy về nhà. David chạy về nhà mình, lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà và đi vào trong một ngôi nhà rất đổi quen thuộc của David. Đi vào trong ngôi nhà và David thấy con mèo mà David vẫn thường nuôi. David tới và vuốt ve con mèo đó. Nhưng khi mà David vuốt con mèo đó thì cái con mèo đó nó giữ các bạn, nó diễn tả được cái con mèo nó như thế nào, nhưng mà nó làm giữ, nó muốn cắn David luôn. Thì David mới nói là ủa, cái con mèo này sao mà nó giữ vậy, bình thường nó đâu có như vậy đâu.
Nhưng mà thôi kệ, dù gì thì nó cũng đã rất là già rồi, thì thay đổi tính tình thất thường thì thôi kệ nó đi. Bây giờ đủ, quá đủ mệt rồi, không có còn sức để mà quan tâm lo cho con mèo đó nữa. Thế là David đi tắm. Tắm xong rồi, David quyết định xuống dưới nhà bếp nấu đồ ăn ăn. Khi mà David xuống dưới nhà bếp thì có đi ngang qua phòng khách. Khi đi ngang qua phòng khách, những cảnh tượng mà David nhìn thấy ở bên trong cái phòng khách đó sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của David, và David sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được cái hình ảnh đó. Nó còn ghê hơn là hình ảnh của con quỷ David thấy ở phòng số 6 nữa. Trên sàn nhà ở giữa phòng khách là thi thể của hai người, ba mẹ của David. Hai người nằm chết ở trên sàn, trên người không một mảnh vải che thân, toàn cơ thể dính đầy máu. Hơn thế nữa, tay và chân bị chặt ra và để cạnh bên trên xác của hai người. Đầu của họ cũng bị chặt ra. Đầu của ba và mẹ của David được để ở trên ngực của họ, để ngay ngắn ở trên ngực. Và hai cái đầu đó đang hướng mắt nhìn về phía David. Đó là cái xác của hai người. Rất kinh khủng khiếp. Nhưng mà David không có ở chung với ba mẹ của mình. David chỉ ở nhà đó một mình thôi. Sau đó David mới ngước lên nhìn, thì phía bên kia cái thi thể của ba mẹ David là cánh cửa, mà cánh cửa chưa bao giờ có ở đó. Tức là nhà của David không hề có một cái cánh cửa nào ở trong phòng khách. Trên cánh cửa đó có số 8 được phủ đầy máu, và David biết rằng mình chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà đó. Và ngôi nhà mình đang đứng chưa bao giờ là nhà của mình. Mình vẫn còn đang ở trong ngôi nhà không lối thoát đó. David lúc này thực sự quá kinh khủng, và thấy máu, thấy một hai cái xác chết mà còn là người thân của mình nữa nằm ở trên sàn. David ói, bắt đầu ói, nôn mửa, và không kìm lại được. Nói chung là bị sốc quá nhiều, sốc tâm lý rồi, sốc kinh khủng khiếp mà thấy cái xác chết như vậy, ói liên hồi luôn các bạn. Ăn được bao nhiêu là nôn ra, ói ra hết. Và thậm chí là không có đồ ăn, vẫn cứ ói ra mực xanh mực vàng luôn á. David cứ vậy mà đứng đó ói. Hai cái xác nằm ở trên sàn nhà thì thôi đi, hai cái đầu đặt lên trên ngực thì thôi đi. Nhưng mà hai cái đầu đó, ba và mẹ của David, người máu me không, hai cái gương mặt nhìn David và cười. Hai cái đầu vẫn như là hai cái đầu còn hoạt động của một con người bình thường, cười một cách rất thân thiện. Nhìn, trong khi nhìn David ói thì cả ba và mẹ của David đều cười. Không nói gì hết, chỉ cười. David vẫn ói liên hồi, và David biết chắc chắn rằng đây là căn phòng số 7. Đích thị mình đang ở trong căn phòng số 7. Ngôi nhà này nó không phải là nhà đó, là một cái thứ chết tiệt nào đó. David ói đến độ mà quỵ xuống dưới và không di chuyển được nữa. Nhìn theo cái ánh mắt của ba mẹ David, từ hai cái đầu đang nằm ở trên ngực, trên thi thể của họ nhìn David. Họ cười, và cái nụ cười càng ngày càng nhiều á. Ban đầu chỉ là cười, rồi sau đó trời ơi, cười mà anh hả muốn tát lên trên bàn tay luôn. Và cười một cách rất là kinh khủng. Và đó là ai? Đó là hai người mà David rất đổi quen thuộc, là ba mẹ của David. Và khi đó David muốn buông bỏ tất cả mọi thứ luôn á, muốn xỉu luôn, nhưng không xỉu được nha các bạn. Căn phòng đó, ngôi nhà đó không cho David xỉu. David bắt đầu nghe thấy sự trở lại của âm thanh kinh khủng mà David đã nghe được ở phòng số 4 và phòng số 6. Vẫn là âm thanh đó, ban đầu là nó nhỏ rồi càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn hơn. Cứ như thể là âm thanh đó nó thôi thúc David là phải đi, phải tiếp tục đi, không được ở lại, bằng mọi giá phải đi qua căn phòng kế tiếp. Nhưng mà bây giờ nếu như mà David muốn đi qua cái phòng, đi tới cái cửa số 8 để mà mở cửa, thì phải đi ngang qua thi thể của ba mẹ của David, phải đi dọc ngang qua bên đó luôn. Và cái đó là cái cảm giác mà nó rùng rợn, nó kinh khủng nhất mà David không nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà mình phải làm. David lấy hết sức can đảm và đứng dậy. Đi. Khi mà David đi tới đâu thì hai cái đầu của ba mẹ David nhìn theo David và di chuyển, miệng vẫn cười nha. Hai con mắt vẫn nhìn theo hướng David đi. Thi thể của họ được đặt trên sàn nhà. Bốn cái tay và bốn cái chân bị chặt ra. Thì bốn cái tay bắt đầu di chuyển. Nó bắt đầu di chuyển và nó không phải là đi như thế này, mà nó cứ cố gắng nhích lên và cố gắng tiến tới chỗ của David. David khi này hoảng quá và chạy một mạch, chạy qua bên phòng số 8. Khi mà chạy á, David thấy miệng của ba mẹ của David mấp máy, mặc dù biết đó không phải là ba mẹ của mình. Nhưng mà khi mà David thấy miệng của họ hả ra, David không mong muốn là sẽ nghe thấy được giọng nói của họ, bởi vì điều mà David sợ nhất là nghe thấy được giọng nói đó giống với lại giọng nói của ba mẹ David, và đó là điều mà David không hề muốn biết và không hề muốn nghe.
David lực đực chạy tới và nắm lấy cái cửa của phòng số 8 và mở ra. Thì khi đó bốn cái bàn tay kia xém một tí xíu rồi là chạm vào chân của David rồi. David hoảng hồn và mở cửa tông thẳng vào phòng số 8 và đóng cửa lại một cái rầm. Khi đó là những cái âm thanh mà David nghe biến mất và đi qua bên căn phòng số 8. Khi mà đã đóng cửa lại, David nói rằng thề luôn á, trải qua tất cả những thứ khi nãy thì bây giờ không còn cái quái quỷ nào có thể làm cho David hoảng sợ nữa, có thể làm cho David chùn bước. Bây giờ là hết rồi, cái nhà này nó không còn làm cho David sợ được nữa đâu, nó sẽ không tài nào nhát David được nữa. Nhưng đó là David đã quá khinh thường cái khả năng của ngôi nhà đó rồi. Những thứ mà David trải qua vẫn chưa là gì so với những thứ mà David đang đối diện ở trong căn phòng số 8. Khung cảnh trong căn phòng số 8 y hệt như là cảnh trong phòng số 3 và phòng số 6. Tức là trong phòng chỉ có một cái ghế duy nhất ở trên sàn, và ở trong góc phòng có một cái đèn. Tuy nhiên nó giống với phòng số 6 hơn, bởi vì đối với phòng số 3 thì vẫn có cánh cửa, còn phòng số 6 là có cái ghế, có cái đèn và không có cái cửa nào hết. Thì bây giờ giống y chang như vậy. Bây giờ là y chang như phòng số 6 các bạn. Cái cửa sau lưng David sau khi mà mở cửa bước vào thì lập tức biến mất. Trong phòng không có một cái cửa nào hết, có một cái ghế, một cái đèn ở bên góc phòng. Tuy nhiên bây giờ lại có thêm một nhân vật đặc biệt khác nữa. Và nhân vật này đang ngồi trên cái ghế ở giữa phòng và cứ lắc qua lắc lại như thế này. Đó là một chàng trai. Và khi David cố gắng trấn tĩnh nhìn kỹ từ một cái góc phòng, nhìn cái người đang ngồi trên ghế đó, thì David nhận ra rằng đó không phải là một người bình thường nào khác, mà đó đích thị là David William. Tức là cái người đang ngồi trên ghế đó chính là David. Bằng cách nào đó có một người y chang David, y như là một anh em sinh đôi. Nhưng mà phải nói là David trong cuộc đời không hề có một người anh em nào hết, thì chắc chắn đó không phải là anh em sinh đôi của David. Và nó ngồi trên đó, khi mà David nhìn kỹ nó thì chắc chắn một điều, nó là David. Tuy hai nhưng mà một, y chang luôn. Cái cách ngồi, cái tướng ngồi, cái gương mặt, biểu cảm, cảm xúc, tóc tai, thậm chí là cái bộ đồ nó đang bận ở trên người á, y chang như cái bộ đồ mà David đang bận, là một phiên bản copy hoàn hảo của David đang ngồi trên chiếc ghế đó. Và bây giờ kiểu như là David đang nói là mình đang nhìn chính mình. David mới tiến tới gần hơn để nhìn kỹ hơn, và mặc dù đã xác định từ xa là nó là mình nhưng vẫn muốn tiến tới gần hơn để nhìn kỹ hơn. Khi David tiến tới gần thì cái người đó ngồi trên ghế và đang nói rằng đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi, anh đừng làm hại tôi, đừng có làm hại tôi. Và anh ta rất là sợ hãi. David nói rằng tự nhiên thấy bản thân mình ngồi trên ghế và van nài, năn nỉ, nói với David là đừng làm hại anh ta. Nhưng mà anh ta cực kỳ sợ hãi, và trong cái gương mặt của anh ta nước mắt gần như là trào trực ra, và nói với David rằng anh sẽ làm hại tôi, anh chắc chắn sẽ làm hại tôi, đừng làm hại tôi. Và kêu khóc năn nỉ David, và cứ ngồi như vậy nè, cứ ngồi trên cái ghế đó, hai cái tay thì ôm người lại và cứ là đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi, anh chắc chắn sẽ làm hại tôi, đừng làm hại tôi. David nói rằng thấy cái cảnh tượng đó tự thấy mình rất là tội nghiệp luôn á. Và tại sao lại nói là David làm hại hắn? Mặc dù nói chung là David không hiểu chuyện gì xảy ra hết, và David mới hỏi là không, chắc chắn là tôi sẽ không làm hại anh, nhưng mà anh là ai, tại sao anh lại giống y như là tôi? Và khi mà nói tới đó, David nhận ra một điều rằng cái áo mà người đó đang bận y chang như là cái áo của David đó các bạn. Nhưng mà trên cái áo của cái người đang ngồi trên ghế có một số 9 ghi ở ngay cái bụng của người đó, trên cái áo, trên cái bụng của người đó. Và David bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thông qua tất cả những chuyện mình trải qua, nó quá gớm, nó kinh khủng đến như vậy. Và cái chuyện này thì như vậy, cánh cửa số 9 nó nằm ở đó, nó không ở ngoài đây. Cánh cửa số 7 là do mình cào ra. Cánh cửa số 8 là trong phòng khách của nhà mình. Thì cánh cửa số 9 là trên người của cái người đang ngồi trên ghế đó. Nó y như mình, nó là mình rồi, nó chắc chắn là mình mà. Và cái người chàng trai đang ngồi trên ghế đó vẫn cứ van nài, nói rằng làm ơn đi, đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi. Trong khi David vẫn đứng đó và nhìn cái chàng trai đang ngồi trên ghế, quan sát anh ta cũng như là quan sát cái phòng đó một lần nữa. Khi này David cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân mình để tìm kiếm xem trong cái căn phòng đó còn manh mối nào nữa hay không.
David đi xung quanh phòng. David quan sát tất cả những bức tường. Những cái bức tường không hề có dấu hiệu của cái cửa. Và bằng một cách nào đó, David biết được rằng cho dù bây giờ mình có cào trên cái bức tường nhiều đến như thế nào thì nó cũng sẽ không hiện ra một cái cửa số 9. Chắc chắn là như vậy. David biết điều đó. David nhìn lên trần nhà và sau đó là nhìn xuống dưới sàn nhà. Thậm chí là cúi xuống nhìn ở bên dưới cái ghế mà cái chàng trai kia đang ngồi xem là có cái gì hay không. Và khi nhìn á, thì David đã thấy một thứ mà David ước rằng mình đã không thấy thứ đó ở đó. Đó là một con dao được nằm ở dưới cái ghế đó. Và khi mà nhìn cái giây phút mà David nhìn thấy con dao đó thì David biết chính xác mình cần phải làm gì để ra khỏi căn phòng này. David từ từ lấy cái con dao đó lên, nắm chặt con dao lên trên tay và đứng dậy. David tiến tới đối diện, đứng đối diện cái chỗ mà chàng trai kia vẫn đang ngồi trên ghế và lắc qua lắc lại. Khi mà cái giây phút mà David cầm cái con dao đó và đứng dậy á, là chàng trai kia im rồi, không nói gì nữa. Từ giây phút mà David bước qua trong căn phòng số 8, chàng trai ngồi trên ghế đã luôn van nài David là đừng làm hại anh ta, anh sẽ làm hại tôi và đừng làm hại tôi. Nhưng cái giây phút mà David cầm con dao lên là cái âm thanh đó im và trong căn phòng đó im bặt, không nghe tiếng gì hết. Chàng trai đó ngừng khóc. Cảm giác như là chàng trai đó không còn sợ hãi nữa và thay vào đó là một cảm giác bình tĩnh đến lạ thường. Khi mà David tiến tới và đứng trước mặt chàng trai đó, chàng trai ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn David và hỏi rằng mày đang nghĩ là mày đang làm cái gì vậy? David trên tay cầm con dao và nói với chàng trai đó rằng tao phải ra khỏi đây, tao chắc chắn phải ra được khỏi đây. Sau đó chàng trai ngồi trên ghế đứng dậy đối mặt với David. Y như là David đang nhìn vào trong gương, thần thái, cách ăn nói, cách thể hiện và cách biểu hiện y như là David đang nhìn mình ở trong gương. Nhưng mà lúc này David biết mình phải làm gì để có thể thoát khỏi trong căn phòng số 8 này, để mà rời khỏi căn phòng số 8 này đi qua căn phòng số 9. Thì khi đó David mới vật lộn với cái chàng trai đó và hai người tấn công lẫn nhau, vật lộn qua vật lại. Thì David vật được cái chàng trai đó xuống. Khi đã vật xuống, David mới cầm cái con dao giơ lên như thế này và nhìn chàng trai đó. Trong mắt của chàng trai đó vẫn là một cái cặp mắt van nài, một cặp mắt nói rằng giống như là nó muốn nói là đừng giết tôi. Nhưng mà David nói rằng tao phải giết mày thì tao mới có thể ra được cái nơi này. Và David cuối cùng đã làm cái điều đó. Anh ta nhắm chặt mắt lại và sau đó đâm thẳng xuống bụng của chàng trai đó và rạch một đường. Thì khi mà cái giây phút mà David đâm xuống và rạch một đường như vậy, tất cả mọi ánh đèn ở trong phòng đều tắt và căn phòng chìm vào trong bóng tối. David cảm nhận như là mình có cảm giác như là bị rơi xuống một cái nơi nào đó mà cái lúc mà rơi rất là lâu, mà cũng không biết rõ là có phải là David bị rơi hay không nữa. Được một hồi, David cảm nhận như là người của mình nhẹ hỏng luôn, rất là nhẹ, giống như là bị bệnh chóng mặt đó các bạn, cứ quay cuồng. Thì David cảm nhận như là mình đã qua được và đang ở trong căn phòng số 9. Căn phòng số 9 là một căn phòng tối đen như mực. Nó tối y như cái kiểu là tối của phòng số 4 vậy đó. Nó tối thui, không thấy một cái gì hết. Nhưng mà lần này cái cảm giác nó hoàn toàn khác so với cái lần mà David ở trong phòng số 4. Nó kinh khủng hơn rất nhiều. Lần này không còn là cảm giác tác động từ bên ngoài làm cho David sợ nữa, mà là nó từ bên trong. Bây giờ cái nỗi sợ đó nó đã ăn vào trong từng thớ thịt của David rồi. David nằm ở trong đó. David biết rõ là mình đang nằm trong căn phòng số 9. Trong căn phòng đó tối thui và David cứ nằm ở đó, gặm nhắm bóng đêm, từ từ cảm nhận coi là mình còn sống hay không. Thì không cảm nhận được gì hết. David nằm đó khóc, mà cũng khóc không ra tiếng, khóc không ra nước mắt. David cảm thấy như là mình bị lạc, mình bị bấn loạn, mình bị... Nói chung là cái cảm giác đó rất tồi tệ, rất khủng khiếp. Cứ như là mình muốn chết, mình muốn tự tử, mình chết cho rồi đi. Không có cần muốn thoát ra nữa, mà muốn chết thực sự. David mới bắt đầu lấy cái lưỡi á, để mà đưa xung quanh miệng của mình, cảm nhận coi là mình có còn vị giác hay không. Thì khi mà anh làm như vậy, anh lại không cảm nhận được gì hết. Không cảm nhận được là mình vẫn còn vị giác, không đơ người luôn. Cảm giác như là mình đã thực sự chết rồi đó. Bằng một cách nào đó thì mình đã thực sự chết. David cứ nằm ở đó, có cảm giác như là cứ nằm như vậy khoảng chừng mấy ngày. Đó là cảm giác mà David cảm nhận được, là mình cứ nằm trong bóng đêm và cứ không làm gì hết, nằm bất động trong bóng đêm và thở.
Những hình ảnh mà David đã trải qua trong căn phòng số 7 lại hiện lên, hình ảnh của ba mẹ David. Mặc dù David biết rằng đó không phải là ba mẹ của mình, nhưng cái hình ảnh đó vẫn ám David. Và cứ như vậy, David nằm đó, cho đến khi đột nhiên ở trong căn phòng lóe lên một ánh sáng. David cảm nhận giống như là mình được nâng lên khỏi mặt đất, và khi đó David cố gắng đứng dậy và quyết định là mình phải đi, mình không thể nào tiếp tục nằm ở đây được nữa. Và David đi theo cái hướng có ánh sáng đó. Khi mà đi càng gần tới nơi có ánh sáng, David thấy ánh sáng đó phát ra từ khe của một cái cửa, và David bước qua cái cửa đó. Khi mà bước qua cái cửa đó, David đi lại ra bên ngoài sảnh. Cái sảnh y như là cái lúc mà David bước vào bên trong vậy đó. Cái cửa mà David đi qua, ở trên cửa nó không có ghi gì hết, nó không có đề số gì hết. David chỉ đi qua thôi. David đứng ở trên cái sảnh đó thẫn thờ, nhìn qua một hồi, nhìn thử coi là mình có tìm thấy cái điều gì đó kỳ lạ hay không. Thì David nhìn thấy cái chỗ mà cái quầy tiếp tân hồi nãy có cái bảng á, thì bây giờ không thấy cái bảng đó nữa. Mà thấy ở trên bàn có một cái phong bì màu trắng, David mới cầm cái phong bì đó lên. Ở trong cái phong bì đó có 500 đô, là trong đó là có 5 tờ, mỗi tờ 100 đô, tổng cộng là 500 đô. Và có một cái bức thư, một cái tờ giấy đính kèm theo ghi rằng: David William, chúc mừng anh đã vượt qua tất cả những thử thách của ngôi nhà không lối thoát. Hãy nhận giải thưởng này như thể là một thành tích tuyệt vời mà anh đã nhận được. Cuối thư ghi là người quản lý. Khi David đọc được những cái dòng chữ đó, tự nhiên David cười, phá lên cười, cười, cười không ngừng nghỉ, cười không ngớt luôn các bạn. Cứ cười, cười không ngưng luôn. Cầm tiền trên tay, David cứ như vậy mà cười, cười, đi ra tới xe vẫn cười, cứ cười. Cứ như vậy đó các bạn. Cười từ cái nhà đó bước ra bên ngoài sân, rồi bước lên trên xe cười mà trong đầu không có cái gì hết. Giống như là bây giờ là David biết rằng khi mà rời khỏi ngôi nhà này, tất cả những gì xảy ra trong ngôi nhà này nó sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của David. Và cảm giác mà hụt hẫng, cảm giác bất cần đời, cảm giác kinh khủng khiếp, cảm giác nói chung là tồi tệ đó sẽ mãi mãi đeo bám David mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời của David từ bây giờ trở về sau. Và David cứ thế mà cười, cười y như là bị đứt dây cười vậy đó, cứ cười, chạy xe về nhà chạy cười, chạy thậm chí về tới nhà vẫn còn cười. Khi mà David vừa cười vừa cầm chìa khóa vào nhà mở cửa, bước vào trong nhà, ngôi nhà rất quen thuộc cái David. David bước vào trong cái cửa gỗ, cửa nhà của David là cửa gỗ, và mở chìa khóa. Khi mà bỏ chìa khóa vào, David nhận ra rằng có một số 10 nhỏ được khắc lên trên cái cửa gỗ của David. Và đó là hết chuyện. Đó là hết chuyện ngôi nhà bất tận, ngôi nhà không lối thoát. Phải nói là ngôi nhà này phải được liệt vào trong một dạng của SCP và cấm người ta đi vào chơi. Phải được tổ chức SCP mang về để mà quản thúc nó, để cho nó lộng hành quá. Nhưng mà cái phần David ban đầu là ổng không tin. Ổng không tin là có cái nhà nào đó nó quỷ quái, nó ma mị đến như vậy. Và cuối cùng là phải trải qua những giai đoạn cực kỳ kinh khủng, những cái trải nghiệm mà sẽ phải nói là nó quá gớm, gớm đến độ mà nói chung là cái phòng nào mà bắp cũng cảm thấy nó ghê. Ngoại trừ hai cái phòng đầu tiên ha. Hai cái phòng đầu tiên là giống như là dụ thôi ha, dụ mồi đi vô thôi. Nhưng mà bắp nghĩ là nếu mà người ta đi vào, nó cứ thôi thúc cái sự tò mò của người ta, để cho giống như là nó sẽ chơi đùa trên sự tò mò của người khác. Bởi vì nếu mà David không tò mò đi vào trong ngôi nhà đó thì sẽ đâu có chuyện gì xảy ra. Mà ổng tò mò, ổng đi vào, đi qua phòng thứ nhất, qua phòng thứ nhì, qua phòng thứ ba, sợ, bắt đầu sợ rồi. Và không, tới lúc mà muốn quay đầu lại thì đã quá trễ, không quay đầu lại được nữa. Cái mức độ của từng phòng nó càng ngày nó càng gia tăng. Và phải nói là tởm nhất là cái phòng số 7. Phòng số 7 là tởm kinh khủng luôn các bạn. Phòng số 7 là lúc mà David đi về lại nhà của mình và cứ nghĩ là mình đã về lại nhà, nhưng không. Đó chỉ là giới hạn của phòng số 7 thôi. Còn cái xác của ba mẹ David nằm ở trong phòng khách, phải nói là trời ơi, nó khủng khiếp. Tưởng tượng ra là nó ghê lắm. Bởi vì chính mình ở trong ngôi nhà của mình và phải chịu cái nỗi khiếp sợ đến tột cùng, không thoát ra được. Nhưng mà có nhiều người á, người ta nói rằng thực sự là David đã chết ở trong căn phòng số 8. Khi mà David thật sự đã thương, đánh nhau với lại David giả, David cánh cửa, thì đánh nhau và sau đó là lúc đó là tự tử và đã chết. Và đi qua cái căn phòng số 9 là lúc đó là David đã chết rồi và xuống địa ngục, và cái linh hồn của David bị nhốt ở trong cái ngôi nhà đó mãi mãi vĩnh viễn. Có một số người, người ta bàn và người ta đưa ra ý kiến về cái câu chuyện này. Người ta nói rằng ban đầu
David đi vào trong ngôi nhà đó và dần dần bị cái ngôi nhà đó làm cho điên, điên loạn, cho tới khi mà bước qua cái căn phòng số 7 là điên rồi, rồi bước qua căn phòng số 8 là David đã tự giết bản thân mình. Và khi mà đối đầu với lại một cái bản sao của mình thì lúc đó chính David đối thoại với lại con người của mình, đó là lúc đó bị tâm thần phân liệt, là tự mình nói chuyện với mình và tự mình đấu tranh với bản thân mình, là coi là mình có nên kết liễu bản thân mình, có nên chết hay không. Và cuối cùng là đã giết, cứ nghĩ là mình giết cái đứa kia để thoát thân, nhưng mà thật ra là mình giết bản thân mình để mà mình thoát khỏi cái nơi đó. Khi mà đã đâm cái bản sao của David thì David bị rơi, và sau đó David nói là David cảm thấy nhẹ hỏng người, thì có thể là lúc đó là đã chết rồi, cho nên cảm giác như là bị rơi xong rồi nhẹ hỏng người, rồi sau đó là bị vĩnh viễn bị cái linh hồn bị nhốt ở trong cái ngôi nhà đó. Cũng có một số người nói rằng David là một người muốn nói chung là bị trầm cảm và muốn tự tử, và những cái căn phòng đó là từng giai đoạn của một con người đi tới cái quá trình tự tử của họ. Họ bắt đầu xảy ra những cái ảo giác, ban đầu là họ cười chế giễu cuộc đời của mình, rồi nói chung là có những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của họ, và sau đó là dần dần họ bị ảo giác, họ bị cái nỗi, bị những cái stress, những cái âm thanh xung quanh mình, rồi mình từ từ giống như là cách David đi qua từng căn phòng, và cuối cùng là họ tự kết liễu bản thân mình, là những cái người mà họ tự tử á. Thì có rất là nhiều ý kiến về cái câu chuyện này, và Bắp cảm nhận như là từng cái phòng mà David vào khám phá mang cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có nhiều người sẽ nói rằng câu chuyện này không đáng sợ, nhưng đối với Bắp đây là một câu chuyện cực kỳ kinh dị và khủng khiếp. Khi mà mình thực sự đặt mình vào trong cái vị trí của David và cảm nhận được những gì mà David cảm nhận lúc đó, thì mình mới thực sự thấm hết những cái kinh dị, những cái khiếp đảm trong cái câu chuyện này. Chứ còn nếu mà chỉ nghe thôi thì quả thật cái tình tiết trong đây vẫn chưa đủ làm cho người ta rùng mình. Nhưng mà nếu thực sự cảm nó thì ngôi nhà này sẽ đeo bám và ám ảnh các bạn một khoảng thời gian khá dài đó. Ok, và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.